Cửa hàng Nông Cơ Nhà xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng 5365 Xuân Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách có thể liên hệ qua hai đầu số 0337019191 0974644973. Hôm nay bên em lên sóng giới thiệu cho anh em một con máy cơ xích có nhãn hiệu là Makita ME3201, hàng sản xuất tại Nhật nhé. Hàng này thì hàng có trợ lực này, trợ lực đời mới, bơm xăng phụ, e gió tự động và thứ khá là ok. Lam thì tầm khoảng 4 tấc, xích lam xích gần như là mới luôn. Đây, thấy không? Ở đây thì có thắng xích đầy đủ luôn, xích đầy đủ, khá là tốt. Để anh em muốn mở được cái ốp lam thì chỉ cần mở nó ra, đẩy nhún và mở ngược chiều tương hồ là nó sẽ ra. Còn bên cạnh đây là khi anh em nới lỏng rồi anh em sẽ tăng được cái xích này nhé, tăng xích. Hàng này thiết kế riêng biệt cho vấn đề mà anh em có thể sử dụng trong leo trèo cây. Thì mình sử dụng không thể phải tua vít nữa mà cứ mở ngạt ra là dùng tay sử dụng thôi, nó tiện cho vấn đề leo trèo. Máy rất là chi là xịn sò, vì sử dụng những cái phục nhúng bằng lò xo rất là ngon. Đây, anh em thấy không? Đó, đây. Đó, rất chi là ngon. Cách khởi động máy thì ở đây là bình chứa nhiên liệu của máy này, phía trước là chứa nước thải. Khởi động máy thì anh em chỉ cần bơm xăng lên thôi, đóng cái e là lên, sau đó giật một cái là nó nổ, hất xuống thôi, là giật tiếp là nó nổ. Đó, nó nổ đây là cái thằng làm tưa thôi, rất là dễ nổ, ấn xuống là tắt, nhẹ là tắt, rồi giật lại là kéo rồi. Đây giật còn như mới luôn. Đây. Nhớt nhau ra mọi thứ ra ngon nhé, hàng sản xuất tại Nhật luôn nhé. Ok. Hàng này cưa gia đình thôi anh em nhé, xài rất là ngon, xi lanh 38 ly, trợ lực đời mới. Anh em sử dụng cưa gia đình thì khá là ngon. Và con này có xăng có nhớt thì cân của nó là 5,4 kg, 32cc, xi lanh 38. Và con này nằm trong cái lô C, lô C12. Và giá của nó bán tại cửa hàng Nông Cơ Duy Hải là 3,2 triệu cho một con máy như thế này. Nói chung là một con máy khá là hoàn hảo để anh em có sử dụng cưa trong gia đình, làm 4 tấc ha, dễ nổ. Cái này đăng ký hơi bé tí. Em chỉnh lại cho nó bóc. Nó mất găng tì mà nó dư vậy thì anh em siết cái L luôn, chỉnh cái L lên. Hai cách để có găng tì hoặc siết con găng tì này lên thôi. Nhưng đấy nó bị dư xăng vì chỉ L vô. Bây giờ chỉnh nó mới đúng hết công suất của nó này, rồi là lính em chỉnh nó không đạt chuẩn, tắt nhẹ giật nó nổ. Thế là mọi người phải chỉnh cho nó lợi xăng, dễ nổ,
cái ngọt cái khỏe được. Để có một cái video em hướng dẫn anh em chỉnh căn chỉnh sóng gió đấy, anh em cần thì cứ liên hệ để em gửi cho ha. Đó, rất là đẹp và giá cả là 3.2, anh em mua hàng đặt cọc trước thẻ cào điện thoại 200.000, chuyển khoản 500.000 bao ship nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào anh em.